Okay, bây giờ mình sẽ tiến hành thay chầu cho cây chầu hồng cẩm nhung này. Hồng cẩm nhung là hồng nhung. Thì mình lựa chọn cái loại đất mà nó mới có tính mít á, bởi vì trong cái thành phần của đất này á, nó có những cái hạt lai á, nó rất là tốt giúp cho việc thoát nước của cây hoa hồng, bởi vì cái hồng nó rất là kỳ về phun nước. Thế thì mình cũng thấy tương tự như chầu hoa hồng tỉ mùi thôi. Mình cũng sẽ kiểm tra lỗ thoát nước, sau đó là kia trộn cái đất Nam Ích này với thêm loại đất nào đó mà các bạn có ở nhà, ví dụ đất vườn như vậy. Các bạn có thể thay dùng đất vườn cũng được, có một số sỏi gạch ở trong cũng rất là ok, nó sẽ giúp thông thoáng cho cái giá thể của các bạn. Nói chung là đất đó, kiểu đất trồng á, bạn phải tính được cái chậu này nó cao bao nhiêu để mình tạo cái hố cho nó phù hợp. Sau đó thì mình đem cây này ra thôi. Đó. Sau khi thêm vô thì nén là hành xíu cân chỉnh cho các bạn. Đó, các bạn có thể dùng bằng cây để cắm để mà cố định. Vô đất thì mình thêm đất vô. Đó, cái hồng nhung này hy vọng tương lai nó sẽ thiệt là tốt của hoa rất nhiều. Ok,